Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vùng áp thấp đang có xu hướng mạnh lên và trở thành áp thấp nhiệt đới vào ngày mai. Khi đó, sóng gió cũng sẽ mạnh hơn và vùng ảnh hưởng đến đất liền, khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng rộng hơn. Trong 6 giờ vừa qua, vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển. Chiều nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 7 độ Vĩ Bắc, 112 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía tây nam quần đảo Trường Sa. Sao đến ngày mai, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 31 tháng 10, vị trí tầm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 6,8 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, cách huyền chân khoảng 280 km về phía Tây Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tầm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 9. Do ảnh hưởng của một áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, ở vùng biển Tây Nam quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, bao gồm các huyện đảo Phú Quý, Côn Đảo, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Còn khu vực đất liền Cà Mau sẽ chịu ảnh hưởng từ đầu tháng 11 khi thời tiết có mưa gió kéo dài. Ngư dân tuyệt đối không được chủ quan ra khơi đánh bắt tại khu vực áp thấp nhiệt đới sẽ đi qua, tránh những sai lầm đáng tiếc khi bão Linda 20 năm về trước.